chào các bạn quay trở lại với kênh bếp cô Minh. Hôm nay thì hãy cùng với cô Minh vào bếp và nấu món canh bún nha. Lần trước thì trong clip của bếp cô Minh đã có giới thiệu một món đó là canh bún chay. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ nấu một món canh bún từ thịt cua nè. Và rồi có thêm là đậu hũ cũng như là ngoài ra thì mình sẽ cần đến là rau nhút nè, rau muống nè để ăn kèm. Và một ít chả ngọt kèm theo cho ngon miệng hơn. Canh bún thì có người ăn có cà chua và cũng có người không ăn cà chua. Cái đó tùy của mỗi gia đình, mình có thể cho thêm hoặc là không cho cũng được. Trước tiên thì mình sẽ phải lọc cua. Thì lọc cua như thế nào cho ngon thì ngày hôm nay sẽ cùng với cô Minh chuẩn bị cái khâu lọc cua cho thật là kỹ nha. Cua thì thường là cô Minh sẽ mua cua sống chứ mình không mua cua ngợp. Rồi mình sẽ nhờ người ta xay giùm cho mình, hoặc là mình đem về nhà mình dùng máy xay sinh tố mình xay. Mình bỏ nước vô. Một ký cua thì mình lọc lấy khoảng 2 lít nước là mình đủ nấu cho nồi canh bún ngày hôm nay. Đó, mình sẽ bóp ra như vậy. Khi lược nước cua như vậy nè, thì thường là mọi người hay sử dụng cái rây để lược, nhưng mà cô Minh thì lại không muốn sử dụng rây. Tại vì rây khi mình làm thì mình sẽ không lấy được cái phần thịt cua ra. Mình nên để cua ở nguyên ở trong cái tô như vậy nè. Và mình sẽ bóp cho kỹ ra. Và sau đó mình sẽ lắng từ từ nước cua qua một cái nồi khác hoặc là một cái thau khác. Lần đầu tiên thì cái nước cua này của mình sẽ rất là sánh. Mình quậy đều nó lên như vậy và bóp hết cua ra rồi thì mình sẽ để nguyên như vậy. 5 phút sau mình sẽ lược qua một cái nồi hoặc một cái tô khác nha. Rồi mình sẽ lược qua bằng cách này, nhẹ tay thôi, để mình lấy lớp thịt cũng đã lẫn vào trong nước. Còn cái phần xác thì sẽ nằm ở bên dưới. Lần đầu tiên thì có thể sẽ dính theo một ít cái phần vỏ cua, xác cua, nhưng mà kệ, không sao hết. Rồi mình sẽ làm lần thứ hai. Lần này thì mình bắt cái xác mình bỏ bớt ra đây vậy nè. Rồi sau khi mình lừa xong thì cái phần cái vỏ cua nè mình bỏ hết qua đây. Mình chưa có bỏ cái phần này luôn đi đâu nha. Rồi sau khi mà mình để nghỉ nãy giờ rồi nè, thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ lược lại như vậy. Phải để lắng cho kỹ rồi bắt đầu mình hẳn lược thì mình sẽ lấy được hết cái phần thịt cua qua. Khi mình làm như vậy nè thì cái nước này nè của mình nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mình lược qua đây là những cái phần ở dưới này nè, cái phần thịt cua nó sẽ chắc chắn còn. Và nếu mình lược qua đây là mình sẽ không giữ lại được và nó sẽ dính hết ở trên rây hết. Lần thứ ba là mình chỉ cần đổ lượng nước này vô trong cái nồi nấu của mình thôi. Lúc này thì mình đã yên tâm là không có còn dính những cái phần thịt cua mà bị những cái mài cũng như là những cái cát nè. Mình rờ mình thấy là nó không còn gì hết. Nhưng mà chưa xong đâu, khi nấu canh bún thì rau muống cũng như rau nhút làm hai cái loại rau rất là quan trọng khi dùng cho cái món này. Và rau lại phải luộc cho xanh. Thì khi luộc xanh mà mình muốn làm sao để xanh á, thì một cái mẹo rất là đơn giản. Mình sẽ sử dụng lại cái phần mà thịt cua nãy giờ mình vắt nè. Bây giờ mình sẽ bỏ nước vô đây mình vắt. Mình lấy cái nước này nè, mình luộc rau. Thì khi đó rau của mình nó sẽ rất là xanh và ngon. Bước kế tiếp là mình sẽ sắc rau ra để mình luộc nè. Ăn canh bún mà không có phần rau luộc này thì món canh bún của mình thiếu đi rất là nhiều. Rồi mình đã chuẩn bị rau xong rồi. Bây giờ đến là mình sẽ sắc luôn mỡ ra. Mình cắt xong rồi thì mình sẽ cắt hạt lựu lại như vậy, nhưng mình cắt cái khối nó bự một tí xíu để khi mình thắng lại nó không có bị teo quá. Rồi bây giờ mình sẽ bắt bếp lên và mình nấu cái nồi cua này của mình. Thì khi bắt bếp lên thì thường là của mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê muối. Mình dùng đũa mình sẽ quậy đều như vậy. Mình quậy một chiều thôi, mình đừng có quậy hai chiều, mình quậy một chiều lên như vậy. Mình sẽ quậy cho đến khi mà mình rờ cái nồi mình thấy bắt đầu cái nồi nó nóng lên và nước có một cái độ ấm nhẹ, thì lúc đó là mình sẽ không quậy nữa. Và lúc đó mình sẽ điều chỉnh cái ngọn lửa làm sao cho nhiệt nó trung bình thôi, không để quá lớn. Tại vì khi mình để quá lớn nó sẽ làm sôi trào lên hết và các cái gạch nó sẽ vỡ vụn ra, nó không giữ được nguyên cái tảng lớn, thì lúc đó mình vớt nó ra nó sẽ khó vớt hơn. Rồi bây giờ thì cái nồi nước này nè, bắt đầu nó đã nóng lên rồi, mình sẽ ngưng nha. Bây giờ thì bắt đầu cái nước này nó bắt đầu nó sôi lăn tăn nhẹ. Thì mọi người thấy nè, cái gạch bắt đầu là nổi lên. Thì mình không có được dùng đũa mình khuấy vào những lúc này, mình khuấy nó sẽ nát bể hết ra. Thì cái nồi này của mình nó sẽ bị đục lại, nó không có trong cái nước nữa. Đó, mình để như vậy để cho nó sôi lăn tăn nhẹ lên. Thì sẽ có những cái cách như sau. Một là mình sẽ vớt cái gạch cua này ra.
mình ép ra cái tô và mình để nguyên như vậy, ai ăn thì mình có thể là mình múc luôn vô cho đó cho khách. Nhưng mà cô Minh thì sẽ lấy cái phần này ra, mình sẽ đánh chung với trứng, mình hấp lại một lần nữa, thì khi đó cái gạch của mình nó sẽ chắc dễ là mình cắt miếng mình để lên tô của mình nó sẽ đẹp hơn nha. Rồi lúc này thì bắt đầu đã sôi nhẹ lên rồi thì là mình sẽ hớt như vậy. Rồi gạch cua sau khi mình làm xong rồi thì mình sẽ đổ hết lại ra cái tô như vậy. Rồi mình sẽ lấy gạch cua ra đây, mình chờ cho nguội và sau đó mình sẽ đập trứng vô. Thì tùy gia đình của mình đó là thích ăn gạch nhiều hay ít thì mình có thể là tăng cái lượng trứng lên. Và nếu ai thích ăn béo hơn thì mình có thể là bỏ thêm một ít thịt xay bằm thiệt là nhuyễn rồi trộn vô đây vẫn được hết. Mình để qua đây một xíu cho nó nguội nha. Cái nước này bắt đầu là chuẩn bị sôi lên là mình sẽ luộc rau từ nước luộc cua, cái nước cua mà mình luộc lần thứ hai luôn. Rồi bây giờ nước sôi nè, mình bỏ rau vô đây mình luộc. Bỏ luôn rau nhúc vô luôn. Đó, mình sẽ trụng ở trong đây, mình để nước sôi lại, lúc đó mình sẽ vớt rau ra. Mình bỏ mỡ vào đây. Cho tí xíu nước vô. Mình làm như vậy thì cũng giống như là mình luộc mỡ vậy đó, nó vừa làm bốc cái hơi lên, mỡ của mình khi mình thắng sẽ ngon hơn. Mình sẽ cho vào đây vài gốc hành. Rồi trong thời gian đó thì mình sẽ đập trứng. Mình để riêng một cái lòng đỏ ra đây và bây giờ thì mình sẽ đánh cái trứng này lên. Mình để nguyên như vậy mình đem đi hấp, khi mà bắt đầu gần chín rồi thì mình sẽ cho cái lòng đỏ lên để mình lấy cái màu cho đẹp nha. Mình sẽ lấy me nè, mình dầm vô một ít nước, mình lấy nước sôi dầm ra và lát hồi khi me đã hòa tan trong nước rồi thì mình để đó, khi nào mình ăn canh bún mà mình muốn có vị chua thì mình có thể lấy me bỏ vô. Bây giờ tóp mỡ là gần vàng rồi nè, mình sẽ lấy ra, mình để chút nữa mình sẽ cho lại vô lần nữa thì tóp mỡ sẽ giòn. Bây giờ mình để cái nước mỡ này mình phi hành cho thơm nha. Hành phi bắt đầu là vừa vàng nè, mình sẽ lấy nó ra. Sẵn cái chảo mình mới phi hành xong nè, mình lấy lại một miếng mỡ. Mình sẽ xào tiếp cái phần gạch cua ra. Phần gạch cua mình xào lên thì nó sẽ thơm hơn. Đã có hành rồi nên mình không cần cho thêm gì nữa hết. Rồi, tắt bếp nè. Cái lòng đỏ trứng lúc nãy mình chừa lại á, bây giờ mình sẽ lấy để quét lên cái mặt của miếng gạch cua cho đẹp mắt hơn. Rồi mình bắt nước sôi, mình luộc huyết lại luôn. Đây, gạch cua mình lấy ra như vậy nè, mình để nguội là mình sẽ sắc ra. Cua này thì thật sự khi người ta xay á, luôn luôn người ta sẽ cho vô đó một tí xíu muối để gạch khi mình đánh lên nó chắc hơn và người ta bảo quản được thịt cua được lâu. Nên là khi mình nêm nếm á, mình nên gia giảm lại, không nên sử dụng cái lượng muối như giống như là những cái món khác. Trong này là 1,5 lít nước nè. Cô Minh sẽ cho khoảng chừng cỡ 2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường. Mình sẽ cho thêm vào đây một tí xíu mắm tôm. Nếu như ở nhà mình ai thích ăn mắm tôm thì nhớ dặn một tí xíu mắm tôm sẽ ngon. Và một tí xíu màu gạch tôm. Khi ăn đến canh bún thì mọi người cũng biết rồi, màu đặc trưng là cái màu cam cam nhẹ nhẹ đó, thì mình lấy từ màu gạch tôm ra nha. Mình có thể cho luôn trực tiếp vào trong nồi để cho nước dùng của mình nó được thơm hơn. Và màu gạch tôm thì mọi người cũng biết rồi là cái màu này nó ra rất là đậm, nên là mình sẽ phải canh cho một tí xíu thôi, không nên cho quá nhiều. Hòa vô một chút xíu nước, mình sẽ cho trực tiếp vào trong cái nồi nước canh bún của mình như vậy. Mọi người lưu ý là nhớ là mình không nên cho thẳng bột vô nếu như mình không có biết cách canh. Tại vì mình cho vô mà nếu lượng nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái nồi này của mình nó lên cái màu rất là đậm. Cái màu nó chỉ cam nhẹ nhẹ vậy thôi, thì khi mình trụng cái cọng bún bò lên rồi mình cho vô thì nó sẽ vừa và đẹp mắt hơn. Đậu hũ thì mình muốn thì mình có thể chiên lại để cho được nóng và ngon hơn, hoặc là mình cắt ra mình bỏ trực tiếp vào trong nồi cũng được. Cà chua thì ai thích ăn thì bỏ vô, còn không thích thì không cần bỏ vô nha. Và cà thì mình không xào, mình sẽ để trực tiếp vào trong nồi như vậy.
để lên đây một miếng gạch cua. Vậy là ta đã có được một tô canh bún thật là ngon và đẹp mắt đúng không? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh bếp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.